Rất cảm ơn và kính chào quý vị đã đến với kênh youtube của báo điện tử VTC News. Chúng tôi luôn cập nhật vấn đề mới nhất, nóng nhất để gửi đến quý vị. Sau đây là nội dung chi tiết. Vừa qua, trên mạng xã hội xuất hiện clip ghi lại cảnh năm thanh niên đầu không đội mũ bảo hiểm, thả hai tay, chạy xe máy trên tuyến tránh quốc lộ 1 theo hướng từ thị xã Hồng Lĩnh, Nghi Xuân, Hà Tĩnh. Tiếp nhận thông tin, công an thị xã Hồng Lĩnh phối hợp với công an xã Xuân Lĩnh làm rõ quái xế điều khiển xe bằng chân trong clip là Nguyễn Công Chính, sinh năm 2001, ở thôn 4, xã Xuân Lĩnh, Nghi Xuân, đang làm việc tại huyện Yên Thế, Bắc Giang. Được biết clip này chính nhờ bạn ghi lại sau đó đăng Facebook cá nhân cách đây 5 tháng. Sau khi video được tung lên mạng, dư luận xã hội bức xúc cho rằng hành vi của đối tượng này gây nguy hiểm và mất an toàn giao thông. Lực lượng chức năng tạm giữ phương tiện, triệu tập người vi phạm, củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định. Trước đó, một vụ việc tương tự xảy ra ở thành phố Biên Hòa. Cụ thể, hôm 13 tháng 10 trên mạng xã hội lan truyền clip một nam thanh niên dùng chân điều khiển xe máy biển số 60F2 93136 trên đường Hà Huy Giáp thuộc phường Quyết Thắng, thành phố Biên Hòa. Chiều cùng ngày, tiếp tục có thêm một clip cũng ghi lại cảnh tương tự của hai thanh niên khác được quay trên quốc lộ 1, đoạn qua phường Tân Hòa, thành phố Biên Hòa. Trong cả hai clip, các đối tượng đều không đội nón bảo hiểm, chạy xe vào ban đêm và đều dùng chân lái xe. Nhiều người dân khi thấy hình ảnh các thanh niên lái xe máy bằng chân đã bức xúc, mong muốn ngành chức năng sớm xử lý nghiêm các trường hợp này. Liên quan đến sự việc trên, công an thành phố Biên Hòa đã xác định chủ xe máy biển số 60F293136 và mời lên làm việc để làm rõ ai là người lái chiếc xe bằng chân và có hướng xử lý.